Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chĩa súng nhằm thẳng vào nhân dân để tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội. Nạn kiêu binh giống thời Lê Trịnh đã quay lại Việt Nam trong một tình thế phù hợp với mong đợi của chế độ toàn trị, khi mà bạo lực nhà nước được phô trương và duy trì để dân chúng khiếp sợ. Tòa án là công cụ dưới trướng của công an và an ninh, chỉ dàn dựng ra những bản án bỏ túi bất chấp nhiều tiêu chuẩn của lẽ công bằng đã được sao chép từ thế giới văn minh vào hệ thống luật pháp. Mạng xã hội mấy hôm nay đã lan truyền bức ảnh và video clip một người đàn ông đã chĩa thẳng khẩu súng vào người khác với nét mặt hung hãn. Đây là hình ảnh người rút súng chĩa vào tài xế xe tải là ông Nguyễn Văn Sướng, giám đốc công ty dịch vụ bảo vệ Hàm Long. Báo chí trong nước mô tả rằng xin vượt qua chiếc xe tải nhưng vẫn bị xe này chèn ép cả đoạn đường. Một người đàn ông trung niên trên chiếc xe ô tô 7 chỗ bức xúc xuống xe, cầm vật giống khẩu súng đe dọa tài xế xe tải. Vâng, báo chí Việt Nam gần đây đã trở nên cẩn trọng, nhất mực theo kiểu vật giống súng hay cảnh sát giao thông nhét vào túi một xấp giấy giống tiền chẳng hạn. Cuối cùng thì vật giống súng ở đây chính là khẩu súng, như là súng bắn đạn cao su, được gọi là công cụ hỗ trợ và vẫn có khả năng gây sát thương. Vào chiều ngày 5 tháng 9 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã triệu tập ông Nguyễn Văn Sướng, 53 tuổi, ở khu Lãm Trại, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh để điều tra làm rõ việc dùng súng đe dọa người tham gia giao thông. Ông Nguyễn Văn Sướng là giám đốc công ty dịch vụ bảo vệ Hàm Long, số 15 Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh. Vụ việc xảy ra lúc 10 giờ sáng ngày 5 tháng 9 tại khu vực Cầu Ngà, thành phố Bắc Ninh. Do đoạn đường hẹp, chiếc xe 7 chỗ của ông Sướng xin vượt nhưng bị chiếc xe tải chèn ép cả đoạn đường không cho vượt qua. Video cho thấy một người đàn ông trung niên mặc quần áo hết sức lịch sự từ chiếc xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát số 99A bước xuống với thái độ tức giận. Tiếp đó, người đàn ông cầm một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào tài xế xe tải và đe dọa. Người đàn ông này tuyên bố sẽ bắn vỡ sọ tài xế xe tải. Sau khi được mọi người can ngăn, ông mới lên xe và rời đi. Khác với thái độ hung hăng, tay lăm lăm khẩu súng, thì lúc ở đồn công an, giám đốc Nguyễn Văn Sướng, 52 tuổi, người đàn ông cầm súng đòi bắn vỡ sọ tài xế có vẻ rụt rè hơn rất nhiều. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Sướng tại cơ quan công an thành phố Bắc Ninh. Trong video xem ông Sướng làm việc cho lực công an thành phố Bắc Ninh, thấy đạn đầy băng ít nhất có 3 viên với hành vi sẵn sàng siết cò và tuyên bố bắn vỡ sọ, nghĩa là đạn đã lên nòng. Nếu chỉ cần kích động mạnh bằng sự thách thức của đối phương là án mạng chắc chắn sẽ xảy ra. Theo điều số 306 Bộ Luật Hình Sự thì hành vi của ông Sướng có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm nếu như ông Sướng từng bị xử phạt hành chính mà còn tái phạm. Bởi súng bắn đạn cao su được xem là công cụ hỗ trợ khác với vũ khí quân dụng. Tuy nhiên, hình ảnh của người có súng và chĩa thẳng vào người khác đe dọa bắn vỡ sọ thì đã đủ dấu hiệu phạm tội đe dọa giết người. Theo điều số 133 của Bộ Luật Hình Sự ghi rõ, người nào đe dọa giết người nếu có căn cứ làm cho người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ của ông Nguyễn Văn Sướng có yêu cầu chặt chẽ về điều kiện kinh doanh. Mặc dù không có quy định cụ thể, nhưng thực tế hiện nay, hầu hết giám đốc và người đại diện theo pháp luật của các công ty dịch vụ bảo vệ đều là người đã xuất ngũ từ ngành công an ra, ít trường hợp dân thường được xem vào. Một vụ việc xảy ra tương tự vào hồi năm 2018, đó là ông Bùi Đức Phương, giám đốc công ty dịch vụ bảo vệ, đã rút súng đạn cao su ra hù dọa và bắn chỉ thiên đối với một phụ nữ đến đòi nợ lương. Sau khi bị bắt và khởi tố, công an còn phát hiện ông Phương có một thẻ công an nhân dân giả, ghi công tác ở phòng cảnh sát hình sự PC45, công an thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng cuối cùng, với một lý do lãng nhách là trái luật mà công an quận Tân Bình đã đình chỉ điều tra vụ án, tha bổng cho ông giám đốc này theo các cáo trạng trong nước đưa tin. Đây là hình ảnh em Ngô Thế Phòng, học sinh lớp 12 đã bị phó công an xã bắn đổ máu vào tối ngày 4 tháng 9 ở Nam Định. Mới đây vào ngày 4 tháng 9, một phó công an xã ở tỉnh Nam Định đã dùng súng đạn cao su bắn đổ máu một học sinh lớp 12, trong khi các báo mô tả theo lời kể của ông công an này là súng đã bị cướp cỏ. Báo Thanh Niên ghi theo tường thuật của người đã rút súng bắn là ông Vũ Anh Đức, phó trưởng công an xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, rằng ông Đức đi kiểm tra địa bàn, thấy có nhóm thanh niên tụ tập nên ông yêu cầu giải tán, nhưng em Ngô Thế Phòng, học sinh lớp 12 phản ứng lại,
xảy ra cãi cự nên ông Đức đã rút súng ra để thị uy, nhưng do súng cướp cò, viên đạn găm vào vai khiến Phong bị thương. Tuy nhiên, lời kể trên Facebook kèm video và những hình ảnh chụp của gia đình em Ngô Thế Phong thì sự thật hoàn toàn khác. Khoảng hơn 8 giờ tối vào ngày 4 tháng 9, em Ngô Thế Phong, nam sinh lớp 12, đi ra đầu làng để đón người nhà, đi xe khách về thì gặp ông Vũ Anh Đức, phó trưởng công an xã đi nhậu về. Thông tin cho biết, ông phó công an xã gây sự và bảo mày nhìn để tao à, rồi lao vào đấm đá nạn nhân, rút súng ra nhét đạn vào bắn. Viên đầu chưa nổ bị rớt đạn ngay tại hiện trường. Viên tiếp theo em Minh chạy được nên bắn vào vai, đạn cũng rớt cách viên đầu tầm 1,5 m. Theo người nhà kể trên Facebook như vậy. Trước khi bắn còn có đấm vào bụng mấy phát, rồi lấy súng thụi vào đầu nhiều phát, rồi bắn hai phát xong vẫn lấy chân đá tiếp. Thấy dân chi hô nó mới bỏ chạy. Vậy là do say rượu hay ngáo đá hả bà con? Một nhân chứng ở địa phương đã kể lại như vậy. Đặc biệt gia đình càng bức xúc hơn khi báo lại đăng là ông Vũ Anh Đức, phó công an xã đi tuần tra rồi súng cướp cò, trong khi vẫn nhiều người chứng kiến sự việc, thậm chí biết rõ là ông Đức đã nhậu say từ nhà một công an viên khác. Không những thế, công an xã còn áp lực tháo bỏ một camera hàng xóm ghi hết sự việc, và những người đăng livestream tại hiện trường cũng bị buộc phải tháo gỡ, bỏ hết và chối tội. Gia đình quá bức xúc nên đưa tin lên mạng, chỉ mong sự thật và công lý được minh bạch. Đây là hình ảnh ông Bùi Viết Hiểu, người chứng kiến cụ Lê Đình Kình bị bắn. Sau đó ông Hiểu cũng bị bắn vào tim nhưng may mắn thoát chết vì đạn sượt xuống sườn. Câu chuyện tiếp theo cũng là chuyện súng, nhưng đây là súng gắn nòng giảm thanh của những sát thủ chuyên nghiệp để hạ gục một đảng viên lão thành cách mạng hết lòng tin tưởng vào công cuộc chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng. Đem 3.000 quân lính đặc nhiệm đi giữa đêm như kiểu đột kích quân giặc tàu xâm lược Tổ quốc. Nhưng không phải thế, ngược lại. Đó là một cuộc tấn công vào nhân dân, vào thôn Hoành, làng Đồng Tâm của Công an thành phố Hà Nội, đã được Bộ Công an phê duyệt kế hoạch kỹ càng, mà chiến thắng là đã tiêu diệt được một người đảng viên 84 tuổi với gần 60 năm tuổi đảng. Và phải chờ đến khi được tiếp xúc với luật sư thì ông Bùi Viết Hiểu, một đảng viên 77 tuổi mới tiết lộ cụ thể việc Công an đã giết cụ Lê Đình Kình như thế nào, bởi chính ông là người đã chứng kiến mà cũng là người bị Công an muốn giết chết. Nhưng số phận đã cho ông sống sót khi viên đạn nhắm thẳng vào tim lại bị chạch xuống dưới mạng sườn. Những thông tin từ các luật sư cho thấy sự thật còn man dạ hơn tất cả những gì công luận chứng kiến trước đây về vụ tấn công vào Đồng Tâm vào đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020 khi người dân đang còn say giấc ngủ. Đây hình ảnh súng ngắn được gắn giảm thanh. Đặc biệt là vụ tấn công vào Đồng Tâm được Công an Hà Nội đưa ra và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý và Bộ Công an phê duyệt cho thấy sự việc không hề ngẫu nhiên. Người bắn đứng trước cụ Kình khoảng 1 m, nòng súng to như cổ tay nhắm thẳng vào ngực cụ Kình. Cụ Lê Đình Kình đã ngã xuống, chết trước mặt tôi. Sau đó, chó nghiệp vụ vào cắn lôi xác cụ đi. Đó là thông tin đặc biệt không có trong hồ sơ vụ án, nhưng được ông Bùi Viết Hiểu nói trực tiếp với luật sư khi được phép gặp trong trại giam. Chỉ bấy nhiêu thông tin cũng khiến cho các luật sư cũng như công luận mong muốn được triệu tập ngay tay súng sát thủ này với khẩu súng có gắn nòng giảm thanh. Và chỉ có nòng súng giảm thanh mới có thể to như cổ tay, và chi tiết nòng súng giảm thanh này được suy đoán theo lời kể của ông Bùi Viết Hiểu. Và chắc chắn là dư luận mong muốn được làm rõ sự thật này, vì sao lại dùng khẩu súng to như cổ tay và tại sao nòng giảm thanh được chuẩn bị sẵn để đưa vào phòng cụ Lê Đình Kình. Ai là người đã lên kế hoạch và ra lệnh hành quyết giết chết bằng được cụ Lê Đình Kình, một đảng viên lão thành cách mạng. Nhắm thẳng vào cụ Kình với cự ly 1 m và ngã xuống chết ngay trước mặt ông Hiểu là lời tố cáo và chứa đựng một sự thật khác so với bản kết luận điều tra, trong đó ghi rằng công an bắn 2 phát từ phía sau lưng trong cự ly từ 2 đến 2,5 m. Cáo trạng còn nhận định rằng việc tiêu diệt cụ Kình là cần thiết và đúng pháp luật, vì cụ Kình dùng tiếp sắt gắn dao nhọn tấn công chiến sĩ và từ trong phòng ném lựu đạn ra nhưng không nổ, và khi bị giết chết trên tay vẫn còn cầm lựu đạn. Tuy nhiên, theo đơn kiến nghị thì các luật sư nêu ra thực tế rằng kể từ sau khi bị đánh gãy chân vào năm 2017, cụ Kình chủ yếu ngồi xe lăn do ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng. Thời gian sau này, tức là khoảng vài tháng trước khi xảy ra vụ việc vào ngày 9 tháng 1 năm 2020, cụ Lê Đình Kình đã không cần sử dụng tới xe lăn nhưng đi lại phải chống gậy. Do vậy, việc cho rằng cụ Kình một tay giữ cây gậy sắt để giữ thăng bằng, còn một tay cầm dao tuyếp để tấn công lực lượng chức năng là hết sức thiếu cơ sở thực tế. Vì thế, các luật sư đòi hỏi phải có cơ sở khoa học và thực nghiệm tại hiện trường. Đây là hình ảnh, bên trái là hành lang dẫn vào phòng cụ Lê Đình Kình và ô khoang khoanh đỏ là cửa phòng cụ Kình.
còn bên phải là kênh vũng máu do cụ Kình ngã xuống. Bởi lẽ cáo trạng đã chà đạp lên những tiêu chuẩn công lý khi mạnh miệng kết tội một người đã chết trước khi được tòa xét xử và tuyên án. Dường như Viện Kiểm sát Nhân dân ở Hà Nội đã không biết đến nguyên tắc suy đoán vô tội, một nguyên tắc căn bản của luật hình sự Việt Nam. Quy tắc này được quy định thành văn bản rằng không ai được xem là có tội khi chưa có bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vội vàng quy kết hành vi của Lê Đình Kình đã phạm tội giết người theo quy định tại khoản 1, điều 123 của Bộ luật hình sự là trái với quy định của pháp luật. Hơn thế nữa, từ cách quy tội này dẫn đến cách sử dụng từ ngữ, cách xưng hô với một cụ già 84 tuổi với gần 60 năm tuổi đảng một cách chống không, miệt thị là hành động thiếu văn hóa và tỏ rõ thái độ phân biệt đối xử. Các luật sư đã đưa ra lập luận trong bản kiến nghị như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ hai ngày 7 tháng 9 năm 2020 với bản tin chĩa súng nhằm thẳng vào dân để tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.